Vừa qua, một nam thanh niên quê Đắk Lắk lên mạng xã hội ra bán kit xét nghiệm COVID-19. Sau khi nữ nhân viên y tế Bình Dương chuyển khoảng 2,4 tỷ đồng, đối tượng liền cắt hết mọi liên lạc. Thông tin vụ việc này sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách chia sẻ ngay sau đây. Ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Nhuận, 25 tuổi, quê Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, giữa tháng 9 năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đối tượng thấy nhu cầu người dân và các tổ chức cần nhiều dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 cao nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Mặc dù không có sản phẩm theo đặt hàng, nhưng Nhuận vẫn lên mạng rao bán với số lượng lớn giá rẻ. Cuối tháng 9, một phụ nữ làm việc cho cơ sở y tế tại Bình Dương đã liên hệ với Nhuận để đặt mua 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng trị giá hợp đồng là 2,4 tỷ đồng. Theo hợp đồng, Nhuận yêu cầu bên mua phải thanh toán chuyển khoản toàn bộ số tiền trước khi nhận hàng. Sau khi người phụ nữ chuyển tiền, Nhuận nhanh chóng cắt liên lạc. Làm việc với cơ quan công an, Nhuận khai số tiền trên chuyển qua nhiều ngân hàng, sau đó rút để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Công an cho hay, Nhuận không có nghề nghiệp ổn định, thường chơi cá độ bóng đá qua mạng. Để tránh sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng, trước đó Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên truy cập vào các đường link, trang web, phần mềm lạ. Khi phát hiện máy tính, điện thoại di động của mình có các tập tin, đường link lạ chuyển đến thì tuyệt đối không mở ra xem, không làm theo hướng dẫn trong đó, mà cần xóa ngay khỏi thiết bị máy tính, điện thoại. Người dân tuyệt đối không cung cấp giấy tờ tùy thân, ảnh chụp, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là công an, cán bộ tòa án, viện kiểm sát, bộ y tế, nhân viên ngân hàng. Các công tác phòng ngừa, điều trị COVID-19 cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các loại dược phẩm phòng ngừa, điều trị và thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ. Người dân không nên sử dụng và chia sẻ lên mạng xã hội những bài thuốc, đơn thuốc phòng ngừa, điều trị COVID-19 chưa được kiểm chứng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân và tránh bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mua thiết bị vật tư y tế như kit test nhanh COVID-19, máy đo nồng độ oxy, máy tạo oxy, người dân nên mua ở những nhà thuốc, địa chỉ có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm định của cơ quan chức năng. Riêng thuốc điều trị COVID hiệu Monopiravir 400mg hiện được sử dụng theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế hoàn toàn miễn phí. Do đó, người dân không đặt mua qua mạng loại thuốc này vì phải trả giá cao mà vẫn chưa chắc đúng loại thuốc cần dùng. Chưa kể có thể mua nhầm thuốc giả. Khi phát hiện các nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, bán hàng giả, kém chất lượng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để thụ lý giải quyết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!